Vì nhiều phụ huynh vì bận rộn nên hay đưa điện thoại cho con chơi, tiện thể trông coi nhà cửa, quán xá. Thế nhưng đây chính là điều kiện vô cùng dễ dàng để những tên đạo chích ra tay trộm cướp, bởi các bé còn quá nhỏ và không có khả năng phản kháng. Và đặc biệt khi đã chơi điện thoại thì các bé rất tập trung, gần như không để ý điều gì xảy ra xung quanh mình. Điển hình là vụ việc sau đây. Camera trước nhà dân ở Đồng Nai ghi lại cảnh đối tượng nam đi xe giống quay, thấy bé gái đang ngồi chơi điện thoại đã vòng xe chạy thẳng vào sân, rồi từ sau hắn thò tay cướp điện thoại từ tay bé và rồ ga bỏ chạy. Hành vi bất ngờ làm đứa bé chưa hiểu chuyện gì xảy ra với chiếc điện thoại của mình. Qua sự việc này, cảnh báo các bậc phụ huynh nên nhắc nhở và chú ý trông coi khi các bé chơi điện thoại trước nhà sẽ rất nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro bị cướp giật. Cũng liên quan đến việc trộm cướp điện thoại, nhưng trong tình huống này, đạo chích là một nữ quái thưa quý vị. Chỉ trong vòng 1 phút, nữ quái đã cướp gọn một chiếc điện thoại xịn và cả tiền mặt mà nạn nhân để đằng sau ốp lưng điện thoại. Cụ thể ra sao, quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Vụ trộm xảy ra vào lúc 17:50 ngày 7 tháng 11 tại một cửa hàng trên đường Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời điểm trên xuất hiện một cô gái mặc áo hồng liên tục lượn lờ trước cửa hàng. Thấy không có người trông coi, cô gái này liền lấy mũ che mặt rồi vào trong trộm đi chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Toàn bộ diễn biến sự việc diễn ra chỉ trong vòng 1 phút và đã được camera giám sát tại cửa hàng ghi lại. Theo thông tin người đăng tải clip chia sẻ, chiếc điện thoại bị mất là iPhone 11 Pro Max màu đen. Đằng sau ốp có 3 triệu tiền mặt và một thẻ ngân hàng. Ngoài điện thoại thì túi xách cũng là vật dụng mà đạo chích hay dòm ngó để ra tay. Mới đây khi đang lưu thông trên đường, hai cô gái bất ngờ bị cướp áp sát rồi giật đi chiếc túi xách đang đeo trên vai. Vụ cướp xảy ra vào 20:18 hôm qua tại ngã 6 điểm giao giữa đường Trần Phú và đường Lê Mau, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời điểm trên, có hai cô gái điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị hai thanh niên áp sát từ phía sau. Ngay sau đó, tên ngồi sau lập tức đưa tay ra, giật mạnh đi chiếc túi xách trên vai của cô gái rồi tăng ga tẩu thoát. Cú giật mạnh khiến cả hai loạng choạng rồi ngã xuống đường. Toàn bộ sự việc xảy ra được camera giám sát của chiếc ô tô chạy phía sau ghi lại. Tiếp theo là một tình huống chắc chắn sẽ khiến quý vị phải bật cười. Một tên đạo chích sau khi đột nhập vào nhà dân lấy trộm trót lọt được thứ mà hắn muốn, hắn đã có một hành động vô cùng khó hiểu. Đó là hành động gì? Quý vị cùng xem nha. Vụ việc xảy ra lúc 0:44 ngày 9/11/2020 tại một nhà dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên chạy xe máy tới đã kéo rơ móc ra ngoài rồi cột vào sau xe máy của hắn để lôi đi. Trước khi tẩu thoát, tên trộm này còn có hành động khó hiểu là vái lạy. Sau khi xem lại camera an ninh của gia đình, chủ nhà ngỡ ngàng với hành động vái lạy của tên trộm sau khi lấy đi xe rơ móc. Không biết hành động của tên trộm là tà lỗi hay là khiêu khích, nhưng đã là ăn trộm thì không thể nào chấp nhận được thưa quý vị.